Chào cả nhà. Anh Bình đi công tác hay sao mà lâu lắm mới thấy đến chơi? Cái Nhung nó nhắc anh suốt. Anh Bình đấy ạ? Mọi người ăn cơm muộn nhỉ? Ôi giời ơi, nhà bọn em vừa mới lau xong, đề nghị anh tháo giày để ở ngoài. Anh vô ý quá, anh xin lỗi nhé. Anh đưa túi em cầm cho đỡ vướng. Anh đưa túi em cầm cho đỡ vướng. Nhung tối không đi đâu chơi à? Em đi làm cả ngày về mệt, ăn xong chỉ muốn lên giường đi ngủ. Công việc của em đi nhiều hơn ngồi, nên tối về chả thích đi chơi đâu cả. Thương, mày có đi giặt thì ra luôn, bể đang nhiều nước. Bọn trẻ con đang tắm, thôi cứ ngồi đây đã, lát nữa anh ra. Anh Bình đã quyết định vào làm ở đâu chưa? Hiện có một công ty liên doanh mời, nhưng anh không thích lắm. Ông già anh bảo chờ thêm một thời gian nữa, xem thế nào. Bố anh có chức có quyền như thế thì xin vào đâu mà chả được. Ờ, việc từ thiếu gì, cái chính là anh có ok hay không. Sao anh không bảo bố anh xin việc cho Nhung với? Nhung không chịu ấy thôi. Ông già anh bảo một câu là ok ngay. Không dám đâu, em chẳng quen nhờ vả. Anh Bình sướng nhỉ, học xong bố mua nhà cho, rồi thích làm ở đâu cũng ok. Rắc rối gì cũng ok là xong. Hay bây giờ bọn em gọi anh là Bình ok nhá. Nhung cười gì thế? Đâu, em có cười gì đâu. Mai dậy 6 giờ nhá. Mấy giờ rồi? 9 giờ kém 10. Thôi chết rồi, muộn thế rồi cơ à? Ông Toàn sao đóng cổng rồi đấy? Sao đóng cổng sớm thế? Mọi khi 10 giờ cơ mà. Mới đổi giờ ạ, vì hôm vừa rồi ở đây mất xe đạp. Với lại đang trong giai đoạn thi nên phải đóng cổng sớm cho mọi người nghỉ ngơi còn học bài. Anh cứ ngồi chơi đi, nếu bác chủ nhà sang bọn em nói khéo cho. Thôi, phiền lắm. Anh về đây, ngày mai anh lại đến chơi. Anh Bình của Nhung Tây Âu thật đấy, động một cái là ok, sử dụng gì mà bừa bãi thế.